Thưa quý vị và các bạn, như vậy là một năm học mới lại bắt đầu, một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân của mỗi học sinh. Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tiếp tục tinh thần đổi mới, lấy học sinh làm chủ thể để các em bắt đầu một năm học mới với nhiều hứng khởi, lưu lại những ký ức đẹp về ngày khai trường. Khép lại chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày tựu trường của thầy và trò trên địa bàn tỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bạn ơi, nhanh chân nhịp nhàng ta bước, chào năm học mới đến rồi. Cờ sao tung bay rộn ràng trong gió, chào năm học mới đã xa. Bầy chim ríu rít đùa vui trong nắng, chào năm học mới đến rồi. Và hoa cũng đang rủ nhau khoe sắc, bình minh rực rỡ muôn màu, tô vẽ thêm bức tranh ngày khai trường. Hàng hoàng vui hát hát vang câu ca vui trong nắng mai, ta tung tăng vui bước bước trên đường dài tương lai. Ta vẫn luôn nghĩ tới dù bao khó khăn nhọc nhằn, vì bên ta luôn có bè bạn, luôn có thầy cô. Đang hoan vui hát hát vang câu ca vui trong nắng mai, ta tung tăng vui bước bước trên đường dài tương lai.